Trai lang thang bên ngoài nhiều năm tranh giành thức ăn với chó. Ước nguyện lớn nhất sau khi nhận lại gia đình chỉ là được ăn một bữa no. Kẻ chủ mưu lại còn muốn cầu xin sự tha thứ. Trịnh Tiểu Tiểu, đừng tưởng cô quen được vài người đàn ông giàu có ở bên ngoài là gây gớm lắm. Cô gả cho một người nuôi lợn, cả đời cũng chỉ như thế mà thôi. Có gì đáng tự hào chứ? Nếu cô thật sự nghĩ cho ông bà ngoại, thì không nên nói cho họ biết chuyện này. Chẳng phải là rắc muối lên vết thương của họ sao? Cô đừng lo, tôi có gì đáng tự hào. Chồng tôi có tốt hay không cũng không đến lượt cô đánh giá. Cô nghĩ rằng tìm được người có tiền thì có thể hơn người khác à? Về chuyện của mẹ tôi. Các người không có quyền lên tiếng. Bây giờ tôi không dành để nói chuyện với các cô. Các người cũng đừng đến gây chuyện. Cả hai mẹ con tức giận không chịu nổi, thậm chí còn muốn động tay với Trịnh Tiểu Tiểu. Nhưng khi thấy Chu Cảnh Xuyên, cả hai đều lùi lại. Được rồi, hai con bớt nói đi một câu nhé. Không trách nhỏ nhỏ mắng các người. Chuyện này chúng ta có thể không quan tâm sao? Đã đến mức này rồi, còn bận tâm đến danh tiếng. Đi thôi Tiểu Tiểu, chúng ta nhanh chóng qua đó. Trịnh Tiểu Tiểu cũng không còn để ý đến bốn người họ nữa. Lại quay trở lại không ngờ lại gặp người nhà họ cố cô là đồ vô liên sỉ đáng khinh chính cô đã vụ oan cho mỹ cầm đúng không bà ấy nuôi cô bao nhiêu năm nay bây giờ còn muốn hại bà ấy ngồi tù không sợ báo ứng sao mặt mẹ cố đầy mỡ nước miếng suy si chút nữa bắn vào mặt trịnh tiểu tiểu rốt cuộc là chuyện gì vậy tự nhiên sẽ quyết định không phải các người nói là được tôi thấy con gái các người mới thực sự hạ đẳng loại chuyện này cũng làm ra được thật sự lòng dạ độc ác các người là cha mẹ cũng không thoát khỏi liên quan chuyện này còn liên quan đến các người nữa đừng nói bậy chuyện này liên quan gì đến chúng tôi tôi nói cho các người biết cố mỹ cầm làm vậy là lừa hôn nhân đến lúc đó cô ta đưa về nhà mẹ đẻ bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ điều tra lúc đó các người phải trả lại hết nghe nói trả tiền mặt mẹ cô tái xanh họ đã lấy tiền từ cố mỹ cầm tính ra cũng vài ngàn rồi bảo họ trả lại chẳng phải là muốn họ chết sao đừng cãi nhau với bà ta nữa ba hết pin rồi cho ba mượn sạc đi ba cầm cái này đi sạc đi đồ nội địa này sạc như thế nào thật sự sạc được hiện đại thế đồ nội địa vượt xa rồi nếu ba thích, có thể lấy một cái ở góc dưới bên trái của con. Cần phải kéo thêm người mới chứ? Không cần đâu, mẹ của cô Mỹ Cầm cũng lấy một cái rồi. Tôi dùng để nhận bóng rồi, con không định lừa ba chứ. Ba xem nhiều người đã nhận được rồi kìa. Lúc đầu họ cũng không tin đâu, nhưng nghĩ đến quà tốt thì thử xem sao. Kết quả là từ góc dưới bên trái vào, vừa mở ra là thấy giao diện nhận quà ngay. Toàn là máy mới chính hãng quốc nội. Nhiều người còn không giành được cơ. Không ngờ còn có hàng ngon. Hàng ngon là phúc lợi fan mới nhất mà tôi đã tranh thủ được. Mỗi người chỉ được một chiếc. Ai tải đều có cơ hội nhận. Cũng là tải từ góc trái dưới vào. Cắm máy lên cấp. Hàng ngon nội địa. Tha hồ chọn. Cảm giác là không dễ dành lắm. Chẳng khó chút nào. Bây giờ đăng nhập còn được tặng thần kiếm cổ đại ba kiếm là có thể hạ ba si ngay hai ngày lên thẳng cấp 500 trăm qua tặng nhận hôm nay ngày mai có ngay được rồi để tôi thử xem đừng có nói nhảm ở đây nữa và đừng cố gây bất hòa giữa mi câu tâu với bố cậu cô là đồ vô lương tâm gan thổi nát sớm muộn gì mày cũng sẽ bị của báo kiến quân con rể tốt của mẹ con mau nói họ thả mỹ cầm ra đi chắc chắn đây là hiểu lầm thôi con gái mẹ là người hiền lành nhất Sao có thể làm ra chuyện này được? Cái con vợ trước của con vui rồi, chỉ có thể nói là cô ấy số mệnh ngắn ngủi. Chuyện khó sinh cũng không phải là điều con người có thể kiểm soát. Còn cậu con trai đó nữa, từ nhỏ đã được người khác nuôi dưỡng bên cạnh, chắc chắn không thân thiết với con. Con còn có Nguyệt và Gia Hào mà, chỉ cần con yêu thương họ là được. Họ còn có thể nuôi con khi về già không? Trịnh Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thấy, cái gọi là vô liêm sỉ. Trong mắt bà ta, Trịnh Kiến Quân chỉ là một kẻ ngốc, người ta bỏ con ruột không nuôi, nuôi một đứa. Bà đang nói gì vậy? Tôi nói cho các người biết, đừng nhìn tôi và Cố Mỹ Khánh là vợ chồng nửa đường, nhưng cô ta đã hại vợ tôi tôi còn đem con trai tôi cho người khác tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá còn về hai đứa trẻ này đó là của nhà cố liên quan gì đến tôi trong nhiều năm qua tôi đã hết lòng hết dạ rồi nói thật anh cũng là người ngu ngơ người trước của anh đã đi rồi sau này bên cạnh anh vẫn là mỹ cầm tuổi anh ngày càng lớn Bên cạnh không có ai hiểu anh Sao được Chẳng lẽ anh mong con gái anh nuôi dưỡng anh Anh thật sự coi thường nó Đừng trách tôi không nhắc nhở anh Con mau đưa Mỹ cầm ra ngoài đi Không thì người mất mặt là con đấy Ba đừng cãi với họ nữa mình đi bệnh viện thăm em trước đã, cầu thẳng vẫn đang ở trạm y tế thị trấn. Dù sao lúc đó tình hình rất nguy cấp, cũng không kịp chuyển viện. Trịnh Kiến Quân trên đường đi rất sự y từ với ba. Ba làm sao thế? Có phải ba thấy khó chịu ở đâu không? Bây giờ nhìn người ba có bẩn không? Cũng không mang theo gì ngon cả. Hay là để con ra ngoài mua chút gì rồi lên? Thôi được rồi ba, chuyện này để sau nói. Mình vào trong trước đã. Thì ra người lớn cũng biết lo lắng. Cầu thẳng lúc này đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn người đến. Chị đẹp đây mà. Lão lượng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thẳng, kích động đến rơi nước mắt. Đây chắc chắn là con của Nhan Lâm. Trông giống con gái quá. Ông trời phù hộ. Trịnh kiến quân đứng bên cạnh cũng ngẩn ra. Đây là con trai của anh ta. Quả thực là quá giống. Con đừng sợ. Chị sẽ nói cho em biết. Đây là ông bà ngoại của em. Đây là cha ruột của em. cầu thẳng ngờ ra đường đó. Mắt càng mở càng to. Nghe xong chuyện của trịnh tiểu tiểu. Cậu ấy bất ngờ bật cười. Em cười gì thế? Chị ơi, em vui quá. Sau này em có thể sống cùng chị rồi. Thật sao? Sẽ không ai đánh em nữa chứ. Thật là tuyệt vời. Mình thật vui. Yên tâm đi, con. Sau này không ai có thể đánh con nữa. Ở nhà mình, con muốn mặc gì thì mặc. Cậu bé dù lần đầu gặp chị Kiến Quân, nhưng vì có mối quan hệ huyết thống nên cảm thấy rất gần gũi, chẳng sợ hãi chút nào. Em muốn ăn thịt. Cậu ấy chẳng ăn được mấy miếng thịt trước khi em trai ra đời. Thỉnh thoảng còn được ăn vài miếng. Sau đó em trai ra đời, chỉ còn ngửi thấy mùi thịt bố tốt sẽ cho con ăn thịt muốn ăn bao nhiêu cũng được ông bà bên cạnh cũng không chịu nổi con cái nhà họ tăng lại không có miếng thịt nào để ăn trịnh kiến quân chỉ muốn cho nó ăn thịt vào bữa tối nhưng bác sĩ nói nó mới khỏi bệnh không thể ăn quá nhiều dầu mỡ vậy là cả nhà mua ít cháo thịt nào sau này em trai con sẽ gọi là trịnh văn lâm nhé đây là trước khi cậu ấy ra đời ba và mẹ con đã nhờ người xem tên cho cậu chúng ta không thể đặt tên cho con là cầu thừa được ai nói cậu ấy theo họ của bạn là trịnh chúng ta phải đưa cậu ấy đi để cậu ấy theo họ chúng ta tăng diễn là ở chỗ con không thể sống tốt được làm sao chúng tôi có thể yên tâm để cháu trai lại cho anh bố mẹ cứ yên tâm sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa con hứa với bố mẹ sau này con sẽ không kết hôn nữa con sẽ tự sống một mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho văn lâm con nợ cậu ấy quá nhiều xin bố mẹ cho con cơ hội này trịnh kiến quân rõ ràng đã quyết tâm ngày trước nếu không muốn tìm người chăm sóc trịnh tiểu tiểu anh ấy cũng sẽ không tái hôn ai ngờ lại nhìn lầm người ngã một cú đau như vậy anh một mình còn phải đi làm cũng không thể chăm sóc con tốt được Thế này đi, Văn đông theo họ anh, nhưng không sao, có thể qua bên chúng tôi ở một thời gian, chúng tôi vẫn có thể giúp trông cháu được. Cảm ơn bố, đến lúc đó sẽ làm phiền bố mẹ rồi. Ăn xong cơm, mọi người đều quây quần bên giường bệnh, Văn làm biết mình có tên mới. Đừng nói là vui đến mức nào, chẳng bao lâu sau, mặt nhỏ lại nhăn lại, bỗng dưng ôm bụng mình lại. Trịnh Tiểu Tiểu và mọi người giật mình, vội vàng gọi bác sĩ, đứa trẻ này bình thường ăn uống quá kém, đột nhiên ăn tốt như vậy, dạ dày không tiêu hóa nổi nên mới đau bụng. Bổ sung dinh dưỡng thì được, nhưng phải tiến hành từng bước một. Trịnh Tiểu Tiểu cảm thấy lòng chua xót, kiếp trước cậu ấy xem chương trình giải trí, trong đó có một cậu bé ăn một quả trứng cũng như vậy. Lúc đó cậu ấy cảm thấy rất đáng thương, không ngờ chuyện này lại xảy ra với chính em trai mình. Tiểu Tiểu, gần đây có nhà nghỉ nào không? Vừa nay anh ra ngoài đặt phòng cho mọi người rồi. Ông bà ngoại của em cũng lớn tuổi rồi, không thể quá mệt mỏi được. Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai xem tình hình rồi chuyển viện. Đưa Văn Đông đến bệnh viện trong thành phố. Chu Cảnh Xuyên hôm nay bận rộn suốt, không nói một câu nào, nhưng việc cần làm thì không thiếu phần nào. Tiểu Chu, hôm nay con gái tôi nói năng có phần thô lỗ. Để con cười che rồi, ông xin lỗi con, ông già này con đường để bụng nhé ngoại ơi ông đừng nói vậy mà con thật sự không để bụng đâu ông tăng con thấy rõ mà chu kinh xuyên không phải là người tính toán chi ly đến nhà nghỉ rồi trịnh tiểu tiểu ngồi bên giường chuẩn bị đi ngủ không ngờ chu kinh xuyên mang chậu thuốc đến giúp cô rửa chân không cần rửa nữa ngủ trước đi ngày mai về nhà rồi nói sau anh cũng đã mệt cả ngày rồi anh không mệt đàn ông thì có gì mệt để anh rửa chân cho em em ngủ ngon nhé cảnh xuyên anh thật tốt sau này em không thể rời xa anh thì làm sao ý em là gì không lẽ trong đời này em còn muốn ly hôn với anh trịnh tiểu tiểu một người đàn ông này chắc hẳn bị dị ứng với lãng mạn đừng rời xa em ngốc quá rời xa anh sao tìm một người đàn ông khác thì không ai sẽ rửa chân cho em nữa em biết vậy là tốt nhưng em cũng đừng nghĩ quá nhiều hiện tại anh là chồng em giúp em là điều nên làm người ngoài còn giúp mà huống chi là người trong nhà sao em lại khách sáo như vậy không có chuyện nên hay không nên dù là cha mẹ với con cái cũng không có lý lẽ này nên sự giúp đỡ của anh em sẽ ghi nhớ trong lòng anh không có lý do gì phải giúp em thế này hậu quả bi thảm của người mẹ kế lầm đường người con trai duy nhất bị người ta đối xử như của bóng ngay cả người tình cũ cũng đến đòi nợ con của cố Mỹ cầm từ hôm nay trả lại cho các người. Ngoài ra, số tiền mà cô ấy lấy từ chỗ tôi đưa cho các người phải trả lại đầy đủ, không thiếu một xu. Đứa trẻ này là do anh nuôi lớn, cho chúng tôi làm gì? Chúng tôi không cần cái gánh nặng này. Dù sao tôi đã giao cho các người rồi. Nếu các người dám đưa cậu ta đến chỗ tôi, đến lúc đó không chỉ là nhớ phải trả lại số tiền đó đâu, tôi cũng sẽ đòi lại số tiền tôi đã tiêu cho Trịnh Tân Nguyệt và Trịnh Gia Hào, cũng phải ra tòa. Muốn lấy lại thì tự mà lo liệu. Trịnh Kiến Quân đã nói rõ rồi, gia đình nhà cố không còn cách nào, cũng sợ việc này bị hàng xóm nghe thấy, chỉ có thể để lại đứa trẻ và anh anh ấy vừa về nhà liền phát hiện trước cửa có một người đàn ông mặn mày khó chịu anh là trịnh kiến quân đúng không tôi là bác cả của cố mỹ cầm anh có việc gì mỹ cầm đi đâu rồi tôi tìm cô ấy có việc trong thời gian ngắn anh không gặp được cô ấy đâu bây giờ cô ấy đang ở cục công an có lẽ sau này cũng phải ngồi tù còn một chuyện tôi phải nói với anh Chúng tôi sẽ ly hôn trong vài ngày tới. Sau này tôi với cô ấy cũng không còn liên quan gì nữa. Nếu có chuyện, anh có thể trực tiếp đến nhà cô ta. Trịnh Kiến Quân cũng không định giữ thể diện cho cổ Mỹ Cầm. Chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Anh ấy cũng không cần phải che đậy kỹ lưỡng. Tại sao lại bị đi tù? Tôi không quan tâm cô ấy có đi tù hay không. Mấy ngày trước cô ấy mượn tôi 800 đồng. Bây giờ nhà tôi đang có chuyện. Nhanh chóng trả lại tiền cho tôi Sau này tôi sẽ không đến đây nữa Dù cô ta mượn của em ban 800 hay bao nhiêu Cũng không liên quan đến tôi Nếu anh cần thì Đi đến đồn công an mà đói Nghe vậy, người đàn ông cũng tức giận Đến đồn công an thì làm sao mà đói Lần trước cổ Mỹ cầm vì muốn lấy tiền từ anh ta Đã làm loạn để ngủ với anh ta một đêm Lúc đó đầu nóng lên nên đã cho mượn tiền Kết quả gần đây bị vợ anh ta phát hiện Cứ đòi sống đòi chết bắt đòi lại tiền Cậu nói gì vậy? Là chồng cô ấy nợ tiền Thì anh phải trả Nhanh chóng đưa tiền cho tôi Nếu không, chuyện này sẽ không xong đâu Tôi đã nói rồi Tôi đã ly hôn với cổ Mỹ cầm Tiền mà cô ấy mượn thì liên quan gì đến tôi Nếu anh còn ở đây làm mầm lên Tôi sẽ gọi người bảo vệ đến Trịnh kiến quân phiền chết đi được, nói chuyện cũng thật là thiếu lịch sự. Người đàn ông đã tức giận, không nhịn được mà chế giễu, không trách được cổ Mỹ cầm lại đội mũ xanh cho cậu. Đàn ông như cậu thì không cần cũng được, thậm chí 800 đồng cũng không giúp cô ấy. Thật sự là xấu hổ câu này của anh có ý nghĩa gì chỉ là nghĩa đen mà thôi nếu không phải cô ta cầu xin tôi để được quen biết thì tôi cũng không cho cô ta vay nhiều tiền như vậy tôi nói cho cậu biết trịnh kiến quân nếu cậu không trả lại số tiền này cho tôi thì tôi sẽ thông báo cho mọi người biết xem cậu có xấu hổ không người đàn ông tức giận vô cùng lời nói cũng bắt đầu không kiềm chế được người phụ nữ này vì 800 đồng mà lại ngủ với anh trai xóm của mình trịnh kiến quân thật muốn tự tát mình hai cái đi đi bây giờ đi đi anh không thấy xấu hổ à dù sao tôi cũng đã ly hôn với cô ta rồi tôi vẫn quan tâm đến điều này vợ anh có lẽ vẫn chưa biết đâu. xem anh sẽ sống như thế nào. y anh là gì? anh đang đe dọa tôi à? tiền là do cổ mỹ cầm mượn. cô ấy bây giờ đang ở đồn công an. anh có hai lựa chọn. đi tìm cô ta đi đòi tiền. Trịnh Kiến Quân đã trực tiếp đuổi người ra ngoài, hư một tiếng rồi đóng cửa lại. Vào trong anh ta ngồi phịch xuống sofa, thất vọng. Sau một lúc, không kìm được đã đỏ vành mắt. Người đàn ông đứng ngoài cửa liên tục chửi bới, cuối cùng đành phải bỏ đi trong sự xấu hổ. Quay đầu đi đến cục công an, anh ấy đã kể qua tình hình, nhưng anh ấy hoàn toàn không phải là người thân. Trong thời gian tạm giam, người ngoài không thể thăm viếng. Tình huống của anh có thể tìm gia đình của cố để bàn bạc. Nếu không được thì chỉ có thể kiện dân sự thôi. Anh ấy biết gì về những thứ này đâu. Tôi chưa từng nghe về vụ kiện nào như vậy. Suy nghĩ mãi, chỉ còn cách đến nhà họ cố. Bà cố vừa mới ra ngoài, giờ chỉ có ông cố ở đây. Người đàn ông đã nói thẳng mục đích của chuyến đi này. Người nhà họ cố không thể nào giữ được vẻ mặt bình thản. Việc trả nợ là không thể. Ai nợ thì đi tìm người đó. Nhà chúng tôi không còn một xu nào. Người đàn ông lưỡng lự rất lâu, cũng không nói ra được lý do gì, chỉ đánh thất vọng quay về. Lúc này bà cố đã tìm đến chỗ Trịnh Tân Nguyệt. Phía sau còn có Trịnh Gia Hào đi theo. Trở về nhà, càng nghĩ, bà ấy càng cảm thấy thiệt thòi. Bà đề nghị để Trịnh Tâm Nguyệt chăm sóc Trịnh Gia Hào, vì thế mới có cảnh này. Trịnh Tâm Nguyệt vẫn chưa biết mẹ đã gặp chuyện, vì lần trước mượn tiền trong nhà, cô ấy đã cãi nhau với Chu Vân Yến, gần đây cô ấy cũng không nói chuyện với gia đình chồng. Lúc này thấy bà ngoại dẫn em trai đến, cũng hơi bất ngờ. "Bà ngoại, sao mọi người lại đến đây? Chuyện mẹ con gây ra, bây giờ bị bắt rồi. Ba con định ly hôn với bà ấy, em trai con giờ không ai nuôi, con là chị ruột của nó, từ giờ con phải chịu trách nhiệm lo cho sự an toàn của nó." "Không có lý do gì mà tôi phải nuôi." Bà cố nhìn với vẻ khinh thường. Thật sự bà cổ Mỹ cầm đã hỗ trợ gia đình nhiều năm nay. Nếu bà biết bộ mặt thật của cha mẹ, không biết có hối hận không? Bà ngoại, bà đang nói nhảm ở đây. Cái gì cơ? Mẹ cháu gây chuyện rồi. Sao cháu không biết gì cả? Sao bà lại nguyền rủa con gái mình thế? Mẹ con đã bị nhốt rồi. Cô còn không biết gì nữa sao? Rốt của cô làm con kiểu gì vậy? Cụ bà cố cũng thấy mất mặt. Những việc cố Mỹ cầm đã làm đều không dám nói ra. Bỏ lại Trịnh Gia Hào, quay lưng bước đi. Chu Vân Yến và Cao Huệ Lan cũng đã nghe ra. Mẹ của Trịnh Tân Nguyệt giờ bị công an bắt giữ đứa con trai không ai nuôi họ đưa đến cho họ chăm sóc cao huệ lan lập tức không đồng ý bà không thể đi được nếu đi thì mang cháu ngoại của bà về con trai tôi cưới trịnh tân nguyệt làm vợ nhưng không hề đồng ý giúp cô ta chăm em trai bà là bà ngoại của nó bà không lo thì ai lo tôi nói cho bà biết bà đừng có ngăn tôi tôi đã lớn tuổi rồi không chịu nổi sự chấn động một lát nữa tôi sẽ ngã xuống đây nhà bà phá sản cũng không bù nổi nói xong thì bắt đầu giả vờ ngất cao huệ lan thấy vậy cũng hơi, hơi sợ hãi chỉ có thể để bà ấy rời đi khi bà ấy đi cả nhà họ chu liền náo loạn đặc biệt là chu văn yến bác ba mau đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chu ái quốc gật đầu rồi quay người ra ngoài công việc này chỉ cần hỏi một chút là biết ngay chuyện của gia hào rốt cuộc là sao em không biết chị ơi chị không thể bỏ mặc em sau này em sẽ sống cùng chị em không muốn sống với bà ngoại họ Trịnh Tân Nguyệt có phần không kiên nhẫn, mặc dù là em trai ruột của cô ấy, nhưng chính mình đã kết hôn rồi. Dẫn em trai về sống ở nhà chồng là chuyện gì chứ? Đừng nói đến việc Chu Văn Yến họ không đồng ý, ngay cả cô ấy cũng không vui. Chu Văn Yến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Tân Nguyệt. Mơ mi không hiểu, nếu cô Mỹ cầm ly hôn với Trịnh Kiến Quân, thì Trịnh Tân Nguyệt sẽ hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng. Cao Huệ Lan cũng sốt ruột không yên, nhà họ không thể mất đi người này. Trịnh Tân Nguyệt không còn sự tự hào như trước, đứng đó không biết phải làm sao. Đã chờ một lúc lâu, cuối cùng Chu Ái Quốc cũng đã trở về. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi thật không Dám nghĩ tới chúng ta lại dính phải một nhà thông gia như vậy nếu sau này chuyện này lan ra ngoài thì mặt mũi nhà ta còn để đâu chu ái quốc thở dài thường thường ông ấy nói ra những chuyện mà mình đã nghe được dù nói rằng còn một thời gian nữa mới đến lượt mẹ của mỹ cầm nhận tội nhưng chuyện này đã được xác định rồi ít nhất phải từ 10 năm trở lên một vài người mở to mắt với vẻ mặt không thể tin nổi bà bớt nói nhảm đi mẹ con sao có thể là đừng có nghĩ ba là cha chồng con thì có thể nói bừa còn gì là lẽ trời nữa đâu Tôi nói bậy bà à, nếu cô không tin thì hãy tự mình đến đồn công an một chuyến. Bây giờ họ đã nắm được chứng cứ rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển giao cho viện kiểm sát. Đến lúc đó sẽ không mất nhiều thời gian để có phán quyết. Mẹ cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi nhà tù đâu. Ít nhất cũng bị phạt 10 năm. Không thể nào cứ cảnh sát nói gì là như thế được. Chắc chắn là họ điều tra nhầm rồi. Mẹ con là người hiền lành nhất. Không thể làm ra chuyện này được. Còn ba con nữa, ông ấy tốt với mẹ con như vậy, sao có thể ly hôn với bà ấy chứ? Các người đợi chút, con sẽ ra ngoài hỏi ngay bây giờ. Đừng tự lừa dối mình ở đây Nếu đúng như cô nói Em trai cô có bị ném ra ngoài không? Cô còn không rõ Trịnh Kiến Quân là người như thế nào sao? Nếu không phải mẹ cô phạm phải lời thề Ông ta sẽ không tuyệt tình như vậy Trịnh Tân Nguyệt cắn môi Vẫn không muốn chấp nhận hiện thực Nhà chúng ta đã làm gì? Mà lại gặp phải chuyện như thế này Vân Yến Con còn đang làm việc ở cơ quan nhà nước Nếu chuyện này truyền đến tai đồng nghiệp của con Sau này con còn ngẩng đầu ở cơ quan được không? Có một bà mẹ vợ như thế thì thật mất mặt cô em gái vừa kết hôn đã gặp khủng hoảng ly hôn trịnh tân nguyệt lại quay ra trách người mẹ đang ngồi tù mất chỗ dựa cô ấy ở nhà chồng như kẻ nô lệ em nói cho anh biết mẹ em không phải người như thế chắc chắn có ẩn khúc anh tin em đi không lâu nữa mẹ em sẽ được thả ra thôi em sẽ về nhà một chuyến tìm bố em để bàn bạc anh đừng có nóng vội Trịnh Tân Nguyệt không phải kẻ ngu đâu Cô ta biết mình dựa vào cái gì Nếu không có trịnh kiến quân chống lưng Ai còn nề mặt cô ta nữa chứ Em coi tôi là đứa con nít 3 tuổi à Anh đây xui 8 đời mới ly hôn được với chị cô Lại gặp cái thứ này cưới cô về nhà Bà ngoại cô giờ còn đen thằng em cô đến đây Cô còn ở đó mơ mộng nữa Tôi nói cho cô biết Nếu cô dám để thằng em này ở lại Tôi với mày lập tức ly hôn Nhà chúng ta không phải là người dễ bị lợi dụng Sẽ không nuôi dưỡng người khác một cách vô ích Sao anh lại nói như vậy Chúng ta là vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn. Bây giờ em đang gặp khó khăn, anh không giúp em thì thôi. Còn nói mấy lời như thế này, chị em có tốt thế nào thì sao? Chị ấy có thể tái hôn với anh không? Nếu anh không lo cho em, em sẽ đến cơ quan các người làm ấm lên. Dù sao cả đời này em chỉ cần anh thôi, anh cũng đừng mong em đi. Trịnh Tân Nguyệt ở bên cổ Mỹ cầm học không ít chiêu trò. Cho dù cổ Mỹ cầm môi tù, nhà họ Chu cũng đừng mong đuổi được cô ấy. Sự vô liêm sỉ của Chu Vân Yến là ngầm ẩn. Mọi người này đúng là bó tay. Thôi được rồi, bây giờ cô về nhà một chuyến, tìm bố cô nói vài lời tốt đẹp dù sao cũng phải vậy xoay là mẹ cô và em trai cô ông ấy phải quản tôi cũng biết ba cô là người rất tốt cô không được cắt đứt liên lạc này em biết rồi em sẽ về hỏi lát nữa em sẽ gọi điện báo anh đổi điện thoại mới rồi à chắc đắt lắm không đắt Mua điện thoại cũ trên Sun cũng khá rẻ mà. Chiếc iPhone 13 này của tôi chỉ 2,5 thôi. Rẻ hơn hơn 1,0 so với máy mới. Nhìn khá mới. Có đáng tin không? Yên tâm đi. Tôi đã nghiên cứu rồi. Điện thoại kiểm định chính thức của Sun đều qua nhiều vòng kiểm tra chất lượng. Giống y hệt máy mới. Hỗ trợ bảo hành 1 năm. Chiếc iPad GN ở trên kia cũng chỉ 1,2 thôi. Thật lòng đề cử. Mua đồ uy tín. Đồ cũ thì lên Sun trịnh tân nguyệt dẫn em trai ra khỏi nhà họ chu trịnh gia hào lại không muốn bây giờ cậu ấy sợ trịnh kiến quân chị ơi em không muốn về nhà nhà không có mẹ em muốn sống cùng chị chị không phải rất giỏi sao chị nói người nhà họ chu đều nghe lời chị chẳng lẽ chị không có chút bản lĩnh nào sao làm sao chị có thể sống cùng em bây giờ chị đã kết hôn rồi chị là người nhà họ chu người ta đã cưới chị cô ấy lại không lấy chồng cả nhà chúng ta cậu thấy ai sống cùng chị gái đã kết hôn chưa sao chị vô dụng thế Chị nhìn tiểu thư kia, người ta đưa ông bà đến ở cùng. Cô út cũng ở bên đó. Cô ấy không cũng đã kết hôn rồi sao? Làm sao nuôi được nhiều người như vậy? Tại sao em lại không được? Lúc này mặt của Trịnh Tâm Nguyệt đen lại, bị Chu Vân Yên nói đã đành, giờ lại bị em trai nói. Điều cô ấy không muốn nghe nhất, chính là mình không bằng Trịnh Tiểu Tiểu. Trịnh Tiểu Tiểu giỏi lắm, vậy em thử tìm cậu ấy xem chị ấy có nuôi em không? Tôi chỉ không muốn quản cậu. Cậu có thể làm gì tôi? Đừng nghĩ là chị không biết nhé. Thiên vị cậu, giờ cậu gây chuyện sau này cậu cũng đừng hòng sống yên ổn trịnh tân nguyệt nói đầy căm phẫn hoàn toàn không vì trịnh gia hào là em ruột mà mềm lòng cuối cùng cũng về đến khu gia đình lại phát hiện trịnh kiến quân không có ở nhà chỉ có thể đưa em trai đến công viên trước dù cố mỹ cầm đã làm bao nhiêu chuyện sai trái dù gì đó cũng là mẹ ruột của cô ấy cô ấy chắc chắn sẽ phải qua nhìn một lần tâm nguyệt cuối cùng các con cũng tới mấy ngày nay con và em trai thế nào rồi hai đứa vẫn ổn chứ hôm nay con mới biết chuyện này nhà họ trù không ít lần khiến con đau đầu bây giờ bố con thậm chí còn không quản cả em trai đưa tới nhà bà ngoại con lại còn gửi con qua đó nữa Mẹ ơi, sao mẹ lại ngu ngốc thế Mẹ đã hại con rồi Vừa nãy con dẫn em trai đi tìm bố con Ông ấy hoàn toàn không có ở nhà Mẹ nói phải làm sao đây Trịnh Tân người tức giận trách mắng cổ Mỹ cầm Trong lòng cũng cảm thấy khó chịu Si cho cùng lúc đó làm vậy Cũng chỉ vì muốn hai đứa con có cuộc sống tốt hơn Giờ đây con cái mở miệng là chất vấn Cô ấy cảm thấy lạnh lòng phần nào trai yêu quý của mẹ Mẹ của Gia Hào, Trịnh Kiến Quân Sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy Hai đứa dạy dỗ anh ta bao năm rồi Giờ lại đẩy con ra ngoài vô ơn bạc nghĩa Mẹ ơi, mẹ ra nhanh đi Ở trong đó ăn ngon uống tốt Mình phải làm sao đây Nghe mẹ đi, bố chỉ là nhất thời tức giận thôi Ông ấy là người mềm lòng Không thể nào thật sự không quan tâm đến con được Khi nào lòng nhẹ nhõm hơn, con hãy dẫn em trai qua một chuyến Hai đứa nói vài câu dễ nghe Nhất là con, Hào Cô cứ khóc lóc giả vờ đáng thương Ông ấy mềm lòng thì giữ lại con lại Hai người đã là vợ chồng nhiều năm, Trịnh Tân Nguyệt rất rõ tính cách của bố mình, cuối cùng Trịnh Tân Nguyệt chỉ có thể dẫn em trai rời đi. Phía bên kia, Trịnh Tiểu Tiểu và mọi người đã đưa em trai về nhà. Tiếp theo là dưỡng sức. Trịnh Kiến Quân cảm thấy mình thiếu nợ con trai, hôm qua đã bỏ tiền thuê một cô giúp việc nấu ăn, cả nhà đang vui vẻ ngồi trò chuyện trong phòng khách thì cửa phòng bị gõ. Trịnh Kiến Quân mở cửa ra nhìn, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Sao có người lại đến đây? Trịnh Tân Nguyệt đáng thương cất tiếng gọi. Cô ấy càng kéo em trai vào phòng khách, vừa vào thì cả hai đều sững sờ. Một nhóm người đang cười nói vui vẻ xung quanh một cậu bé. Trịnh Tân Nguyệt ngay lập tức phản ứng, cậu bé này chính là con trai ruột của Đường Yến Lâm. Trịnh Gia Hào bên cạnh cũng không vui vẻ gì. Trước đây những đãi ngộ này đều là của cậu. Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi? Cút ra ngoài ngay. Tôi mới là con trai của ba. Đồ trẻ con này, đừng có giành ba với tôi. Trịnh Tân Nguyệt chỉ cảm thấy đau óc quay cuồng, vốn dĩ định để cậu ta về xin lỗi, kết quả vừa gặp đã mắng con ruột người ta. Lúc này Trịnh Kiến Quân chỉ cảm thấy lòng mình cứng như thép, người cha này thật sự đã lạnh lòng rồi. Đây mới là con trai ruột của tôi. Tôi, Trịnh Kiến Quân, chỉ có một đứa con trai này ở nhà tôi, không đến lượt cậu nói năng. Bố, hãy đưa cậu ta đi, con mới là con trai của bố. Sao bố lại ngu ngốc như vậy? Ông nói bậy bạ gì thế? Người này mới là con trai ruột của bố. Mau xin lỗi cậu ấy đi. Tại sao em phải xin lỗi? em có nói sai đâu tại sao cậu ấy lại tranh giành bồ với em và lại ai cũng nghĩ cậu ấy là người thứ ba Tại sao cậu ấy không thể làm kẻ thứ ba ở ngoài mà cứ nhất định phải quay về? Trịnh Tân Nguyệt cảm thấy lạnh nửa người, nhìn thằng em trai ngu ngốc thế này, sợ là hỏng bét rồi. Hai đứa mau cút ra ngoài cho tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải là bố các người. Bi kịch của các người bây giờ đều do mẹ cậu gây ra, không liên quan gì đến tôi. Tôi chưa từng nợ nần chị em các người. Nếu trong lòng có hận thù thì đi tìm cầu mỹ cầm mà giải quyết. Thế là hai anh em bị đuổi ra ngoài. Trịnh Gia Hào còn khóc thút thít ngoài hành lang, khiến mọi người xung quanh đều ra xem. Tân Nguyệt có chuyện gì vậy? Cậu có biết tại sao mẹ cậu bị bắt không? Gia hào sao cũng ra ngoài rồi Liên quan gì đến các chị Một đám dài dòng Con này sao lại nói chuyện như vậy Thật không có giáo dục Trịnh Tân Nguyệt cúi đầu kéo em trai đi ra Nghĩ đến việc ra ngoài mà chẳng làm được gì Trong lòng cảm thấy buồn bực Nhìn thằng em trai bên cạnh cũng tức đến phát điên Đồ ngốc, vốn dĩ còn hy vọng giữ em ở nhà Giờ thì bị em phá hỏng hết rồi Chị nói cho em biết Nhưng chị không thể chăm sóc cho em được Chị cũng đang sống nhờ nhà người khác Giờ phải đưa em sang nhà ông bà ngoại Em chỉ cần kéo họ lại là được Bao nhiêu năm rồi, mẹ không ít lần giúp đỡ họ giờ mẹ gặp chuyện họ không lo cho em ai lo cho em chị sao chị lại đối xử với em như vậy em không muốn đi nhà ông bà ngoại dù cho cậu ta nói gì đi chăng nữa trịnh tân nguyệt cũng không thay đổi ý định đưa cậu đến cửa nhà cố rồi trực tiếp bỏ đi cô về đến nhà nhìn cổng nhà chu mà trần trừ không dám vào nghĩ đến cảnh mình sắp phải đối mặt khiến cô đau đầu thế nào rồi rốt cuộc là tình huống gì bố cô có còn muốn quan tâm đến các người không em đã để em trai ở bên đó rồi anh yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta đâu dù vậy Nhà họ Chu vẫn không có thiện cảm với cô ta. Trịnh Tân Nguyệt trong lòng cũng thấy bất an. Đến giờ ăn, cô chủ động đi nấu ăn. Cao Huệ Lan thì không muốn nói chuyện với cô ta. Vừa rồi, Trịnh Tân Nguyệt đã ra ngoài. Cả gia đình họ đã tụ họp lại bàn bạc suốt cả buổi. Cuối cùng vẫn quyết định sống như vậy. Thứ nhất, bệnh tật của Chu Văn Yến khó khăn là mời giấu được. Thứ hai, không thể ly hôn quá thường xuyên. Nếu để lộ ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng. Nhưng mà gây khó dễ cho Trịnh Tân Nguyệt thì chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Một bên, sau khi Trịnh Tân Nguyệt rời đi, Trịnh Tiểu Tiểu đã an ủi người cha vài câu. Cô rất hài lòng với thái độ của Trịnh Kiến Quân, sau này em có thể sống ở đây thật sao? Chắc chắn là thật, đây chính là nhà của em, Tuyệt quá. Đây là lần đầu tiên em sống trong một căn nhà tốt như vậy. Trịnh Kiến Quân nắm chặt tay, cũng trong lòng quyết định, sau này nhất định phải bù đắp cho đứa con này. Việc nhỏ này, may nhờ con phát hiện ra, nếu không thì Vương Đông có thể cả đời này cũng không về nhà. Em trai về là tốt rồi, Con nói mấy chuyện này làm gì? Trịnh Tiểu Tiểu cũng dần thả lỏng. Dù sao đi nữa, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Sáng sớm hôm sau liền đi làm, không ngờ vừa bước vào văn phòng, liền nghe thấy Giang Nhung Nhung đang hả hê, đang thắc mắc thì thấy Triệu Cương nhíu mày bước vào. Tiểu Trịnh, em qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với em. Trịnh Tiểu Tiểu trong lòng thầm khó chịu, mình vừa mới đi làm, cái lão Triệu này lại muốn làm khó đây. Công việc vốn dĩ chỉ là bán thời gian, vậy mà ngày nào cũng suy nghĩ, thật sự nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu sao? Tôi nghĩ cô ấy có khả năng cao sẽ bị đuổi việc.